Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, lễ hội biển lớn nhất trong năm của ngư dân đất đỏ, đang dần hoàn tất các khâu chuẩn bị. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm cầu an, cầu mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt hải sản thuận lợi, trúng mùa. Tín ngưỡng dân gian này đã trở thành văn hóa tâm linh ở vùng biển Phước Hải và lan tỏa sâu rộng đến nhiều cộng đồng cư dân vùng biển. Năm nay, lễ hội Nghinh Ông Nam Hải được tổ chức trong 3 ngày, 17, 18 và 19 tháng 3, nhằm ngày 15, 16 và 17 tháng 2 âm lịch. Do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên địa phương không tổ chức phần hội. Phần lễ do Ban Tế tự Nghinh Ông Nam Hải chủ trì thực hiện theo thông lệ hàng năm với các hoạt động khai viên, đại bội, cúng dỗ tiền hiền, hậu hiền, nghinh thủy thần. Nhằm tạo điều kiện tốt cho du khách và nhân dân đến tham quan cúng bái, huyện Đất Đỏ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, Ban Tế tự Nghinh Ông Nam Hải tổ chức các hoạt động cúng tế trang nghiêm, tôn vinh di sản tín ngưỡng thờ cúng các ông nhằm tạo nét văn hóa đặc trưng cho địa phương, đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.